Hello, chào tất cả anh em nha. Mấy bữa nay mình có công việc nha anh em. Bây giờ mình hôm nay mình lên tiếp đồ nghề cho anh em nha. Đồ còn rất là nhiều luôn anh em à. Hôm nay mình lên đầy đủ cho anh em nha. Anh em coi để mà chốt nha. Thì đầu video thì cũng như thường lệ thì mình cũng nói với anh em mới chốt hàng bên mình lưu ý nha. Hàng mình là không ship code. Anh em chuyển khoản đủ từ 300k trở lên thì mình sẽ bao ship cho anh em. Còn nếu mà dưới 300k thì anh em cọc cho mình. Tùy theo cái đơn hàng đó bao nhiêu anh em cọc cho mình 30% là ok. Đấy. Còn hàng thì mình có ghi rõ ở tiêu đề là từ 300k trở lên anh em chuyển khoản đủ là mình bao ship. Cọc thì mình không bao ship nha anh em lưu ý cho mình nha. Rồi nói chung là mấy bữa nay mình cũng có công việc thành ra là anh em cũng thông cảm cho mình với. Hôm nay mình lên tiếp đồ mình còn rất là nhiều luôn anh em. Đây. Còn rất là nhiều luôn nha. Này, bát ngát luôn. Đầy đủ luôn nha anh em, không thiếu cái gì hết. Nói chung là hôm nay mình lên đầy đủ cho anh em. Thì cái số điện thoại Zalo là mình có để ở dưới tiêu đề nha. Khi anh em chốt hàng thì anh em kết bạn bấm vào số Zalo mình có dưới tiêu đề, anh em bấm vào Zalo, không cần kết bạn vì Zalo của mình á là khách hàng nó chốt hàng là nó kết bạn quá quá nhiều rồi, gọi là nó quá tải thì mình không thể kết bạn được. Anh em cứ bấm vào vì mình không có chặn người lạ nha. Anh em cứ bấm vào Zalo là nhắn tin luôn cho mình. Nhắn tin trên Zalo cho mình là chốt mã số bao nhiêu. Chẳng hạn chốt mã số 1 là mình sẽ trả lời lại cho anh em liền nha. Anh em lưu ý giúp mình nha. Thì cứ mình là mình chốt hàng cho anh em là ở trên Zalo nha anh em. Rồi, mình vào đề luôn anh em ơi. Đầu tiên là mã số 1 nha. Mã số 1 nha anh em. Đây, mã số 1, 250k nha. Đi vô tắm đi. Mã số 1, 250k nha anh em. 250k cho mã số 1 gồm có những cái gì nha anh em. Anh em lưu ý cho mình nha. Đây, một cái búa. Búa này là khoảng 1,7kg nha anh em. 1,6kg, 1,7kg gì đó. Hai cái này, búa tròn nha. Đây là búa có cán, búa đẹp nha anh em. Một cái búa bi nha. Đó. Đẹp hết nha anh em. Ba nè. Mình để cái búa này ra nó có mã nha anh em. Ba nè. Búa nhổ đinh nha. Rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, rất là đẹp. Đó, anh em thấy nó còn khức khức ở trên đây luôn. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Cái này là nó bị nước mưa nha anh em. Mình vệ sinh rồi nó dính nước mưa là nó cái kiểu như nước axit cho anh em. Đó. Mình chùi là nó hết nha. Đây, tất cả hàng đây là vệ sinh rồi. Cái mã nào mà mình chưa vệ sinh mình sẽ nói với anh em là chưa vệ sinh nha. 2, 4, 6, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè. Đó, tổng cộng 11 cái nha anh em. Trong này có một cái búa cán sắt nè, cạy bấy nè. Đó, nhổ đinh nè. Đó, mã này 11 cái tổng cộng nha anh em. 11 cái, mã số 1 nè, 250k nè. Rồi, con cái này vô luôn. Con vô luôn, con xếp trong đó. Rồi đem cái khác ra. Đấy, rồi ra đây đẩy mã số 3 qua đây. Rồi mình tiếp tục lên cho anh em là mã số 2 nha. Đẩy, đẩy hơi hơi đây. Tí nữa rồi ra mình đưa. Đây mình lên cho anh em là mã số 2 nha. Đục đây là đục 17 ly nha anh em. Đục 17 ly nha. Đục dùng cho máy mình đã lựa đẹp rồi nha anh em. Đây thì nó có trong đây là nó có mũi dẹp là có ba mũi nha anh em. Ba mũi dẹp đó, ba mũi dẹp, tổng cộng là ba mũi dẹp nha. Và tất cả còn lại là mũi nhọn. Đây là đầu đục 17 ly hết nha anh em. 17 ly chứ không phải là 21 ly đâu. Đó, có dài có ngắn nhưng mà cái mũi nhọn nó là đẹp hết. Mình lựa cái mũi nhọn nó là đẹp hết nha anh em. Đó, hôm bữa có mấy anh em hỏi mình rất là nhiều nhưng mà mình bữa đó hết mất rồi. Hôm nay hàng có lại nha anh em. Đấy, mũi đẹp, rất đẹp luôn. Mũi ve, mũi đục nè. Đầu nhỏ, đầu to, đầu vừa có hết nha. 2, 4, 6, 8, 10 mũi. 10 mũi nha anh em. Mã số 2, 220k nha. Đó. Rồi, tiếp tục nha anh em. Mã này là mã số 3 nha anh em. Mình lên mã số 3 cho anh em nha. Đây, mã số 3 là 200k nha. Mã số 3, 200k là mũi khoan gỗ nha anh em. Mũi khoan gỗ trong đây là tổng cộng là có 20 mũi. Anh em lưu ý trên màn hình giúp mình nha. Đây, to nhỏ có hết. 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Còn một mũi nữa đâu. Đây anh em, đúng 20 mũi nha. Cái này thì mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đó, hàng này là mình vệ sinh sạch sẽ hết cho anh em rồi. Tất cả là hàng đẹp nha anh em. Dài có, ngắn có, to có, nhỏ có nha. Tổng cộng đây là 20 mũi nha anh em. 20 mũi này là 200k nha anh em. Mã số 3 là 200k nha. Thì nói chung là anh em chốt mà từ 300k trở lên thì anh em chuyển khoản đủ mình bao ship. Còn cọc là mình không bao ship nha anh em. Không phải, cái đó trong đóng trong kia. Rồi tiếp tục mình lên cho anh em mã số 4 nha. Mã số 4 nha anh em, 220k. Bây giờ mình like buổi chiều nó hơi mờ nha anh em, anh em thông cảm mình nha. Mã số 4 là 220k, gồm có là 12 cái cà lê đầu dòng nha. Trong này nhỏ nhất là 14-17 nha anh em. Đây, nhỏ nhất là 14-17. Đấy, thì nói chung là cái này mình không có lựa từ lớn đến nhỏ, mình lấy lộn xộn, nhưng mà trong đây 14-17 là nhỏ nhất nha. Rồi 17-19. Đấy, bên mình đếm cho anh em nè. 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái nha anh em. Mã số 4 220k, 12 cái cà lê này nha anh em. Tắt cho má. Tắt đi. Anh này như. Rồi, mình lên mã số 5 cho anh em nha. Mã số 5 cho anh em là mũi khoan gỗ, nhưng mà mũi khoan này là mũi khoan đục mỏng đó anh em. Đục mỏng có nha. Đây. À, đây là một cặp. Đây là lắp máy nha anh em, lắp máy. À, nói chung cái này thì hồi giờ mình chưa thấy đây. Anh em thấy trong này còn mũi khoan luôn nha anh em. Đây, mũi khoan còn luôn nha. Đấy, mũi khoan còn trong đây luôn. Thì cái này anh em về tự đây chỉnh trước gì đây mình không biết. Đó. Nguyên một cục như thế này, hai mũi trong đây còn luôn, hai mũi còn luôn nha. Và một mũi như thế này. Đấy, mũi này là còn xoay được luôn nha anh em. Đây. Đó. Đây, xoay được luôn nha anh em. Rồi, là hai này. Và mũi này là cũng đục mỏng luôn nha anh em. Đấy, mũi khoan nó nằm ở trong cốt là 3 này. Đây cũng vậy luôn nha anh em. 4 này. Đấy, đây là mũi khoan thường ở ngoài, khoan gỗ. 5 này. Mũi đây. Đó. 6. Mũi đục mỏng. 7. 8. 9. 10 mũi nha anh em. Tổng cộng mã đây là 10 mũi. 10 mũi này là mình để cho anh em là mã đâu. Cái tờ giấy đây đâu cụ. Ở đây. Mã số 5 nha anh em. 230k cho cái mã này nha, 230k cho mã này nha anh em. Mã số 5 230k. Đâu cái này vô luôn cô. Đây, ở đây riêng, đây riêng. Rồi mình lên mã số 6, bỏ mã số 7 tới đây. Đừng lấy ra nữa, tí nữa rồi lấy tiếp. Đây, con hai cái này vô, đem bỏ mã số 7 tới đây. Rồi, mình lên cho anh em là chữ T nha, mã số 6, 150k, 150k nha anh em. Đây là chữ T nha. Thì mình sẽ đọc thông số cho anh em nha. Nó có những cái thông số bao nhiêu nha. Cái này là 8 nha anh em. Cái này là 8 này. Đó. Có ngắn có dài nha anh em. Đó là 8. Còn cái này là 10. Cái này là 10 nha anh em. Đó, mình xếp ra dài là cho anh em thấy nè. Đó. Đây. Mình xếp ra. Đây, cái này là 8 nè. Cái này là 10 nè. Rồi cái này là 12 nè. Cái này là 13 nè. Cái này 13 dài nha anh em. Rồi, cái này là 14 nha anh em. Cái đó là 14, còn cái này 12. Đấy, hồi nãy 12 ngắn, còn nay 12 dài nè. Rồi, một cái còn tiếp lắc léo như thế này, 14 nha anh em. 14 lắc léo như thế này. Đó, đủ chiều luôn. Dài. Rồi, cái này là 21 nha anh em. Đó. Dài. Cái này 21 ngắn, 21 dài và 21 ngắn. Đấy, mã này là mã số 6 nha anh em. Mã số 6, 150k cho cái đống này rất là ok luôn nha anh em. Có ngắn, có dài, đàng hoàng, đủ số cho anh em nha. Rồi, mã số 7 đâu. Rồi, mình lên cho anh em. Mã này là mã số 7 nha anh em. Mã số 7, 250k. 250k cho mã số 7 nha. Là trong này là 10 cái mũ đục. 2, 4, 6, 8, 10, 10 cái mũ đục. Thì mình đo cái mũi ngắn nhất trong đây nha anh em, là mũi này nha. Mũi ngắn nhất. Mũi ngắn nhất này là dài 27 cm nha anh em. Mũi ngắn nhất là 27 cm. Thì anh em biết cái mã đục này nó rất là đẹp luôn. Đầu rất là nhọn luôn anh em thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn.
nó không bị tè đầu nhiều. Đó, cái đây là 30 nha anh em. Đó, mũi dài tương đối trong đây là 30. Đó. Rồi, ngắn nhất là 27. 10 cái mũi đục này, mã số 7 250. Đây. Ôm vô. Rồi, mình lên mã số 8, đưa mã số 9. Rồi, mình lên cho anh em một mã số 8 nha, là dũa. Tổng cộng là 20 cái dũa nha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Dũa gì cũng có, mình đã lựa chọn dũa này rất là đẹp luôn nha. Anh em lưu ý. Đây. Hàng dũa này mình chưa có vệ sinh, nhưng mà mình thấy nó đẹp quá, không cần vệ sinh anh em. Đây là về cứ xài thôi nha, rất là đẹp luôn. Nó còn gai đầy đủ luôn. Mã số 8 nha nè. Đây, dũa mặt trăng nè. Dũa gì cũng có nha nè. Mình xếp ra vậy anh em thấy. Đấy. Đây, nhám nè. Đây, không nhám nè. Đó, đầy đủ hết luôn nha nè. 3, 4 nè. Mình xếp hết đây cho anh em. Dũa rất đẹp. Anh em dòm giày cho dũa rất là ok luôn nha. Đó, mình vệ sinh ra nữa là khỏi suy nghĩ luôn. 5 nè, 6 nè. Gai còn rất là ok luôn nha. 7 nè, 2, 4, 6, 7 nè. Dũa tròn nè, 8 nè. Dũa mặt trăng nhám nè, 9 nè. Dũa vuông nè, 10 nè. Mặt trăng loại nhỏ nè, 11 nè. 12 nè. Vuông nè, 13 nè. Đó. Dũa hợp kim nhỏ nè, 14 nè, 15 nè, 16 hợp kim nè nè, 17, 18, 19, 20 cái dũa lá nha nè. Tổng cộng đây là mã đây là 20 cái. Mã số 8 200k nha anh em, quá rẻ anh em ạ. Đó. Rồi. Mình lên cho anh em mã số 9 là 10 cái bỏ lết. Bỏ lết này là mình cũng nói với anh em luôn, mình đã vệ sinh rồi, cho dầu mỡ rồi. À, nhưng mà mình bán rẻ cho anh em vì nói chung là có cái nó còn hơi nặng nặng một tí, nói chung là chạy hết nha anh em. Nhưng có cái nó còn hơi nặng một tí và cái miệng của nó là chưa được hoàn hảo lắm nha anh em. Anh em về kiểm tra lại cho mình nha. Anh em đây, đó, nó đã hoạt động hết rồi nha anh em. Nó hoạt động hết rồi. Đó, một cái này. Đây. Đó, nó hoạt động hai cái này. Đây là size 200 nha anh em. Size 200 thì mình bán cái này chỉ có 10 cái này chỉ có 25.000 một cái thôi mà hoạt động nè, vệ sinh sạch sẽ hết rồi, nó hoạt động hết rồi nha anh em. Nhưng mà cái miệng nó thì nó nói chung là 100% thì không có, nhưng mà hàng đây là xài được hết nha anh em. Đấy. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. 10 cái tất cả là hoạt động hết rồi nha anh em. 10 cái này, size 200 nha, size 200. Mã số 9 250k, tính ra 25.000 một cái anh em nha. Quá rẻ rồi anh em. Rồi, mình lên mã số 10 cho anh em nha. Mã số 10 là móc bấm ghim nha. Đây. Đó, ok luôn nha anh em. Đây là bấm ghim nha anh em. Đây là bấm ghim, đây nó còn ghim trong đây luôn. Như nó còn ghim. Hết ghim anh em ạ. Đó. Một cái này. Đây, đủ màu luôn nha anh em. Đó. Hai cái này và hai cái đinh như thế này, hai cái bẫy đinh như thế này nha. Mình rút đinh lên nha anh em, rút đinh lên. Cái này là rút đinh nha anh em. Đấy, rút đinh lên. Đó, ok luôn, hai cái. Là bốn này. Một cái kim ghim đập còn rất là mới luôn nha. Cái ghim đập này còn rất là mới luôn. Đó, mình đập xuống là nó ăn thôi nha. Là năm này. Và một cái dây bảo hiểm nha anh em. Đó, dây bảo hiểm này là còn nguyên vẹn luôn. Đó, còn nguyên vẹn luôn, còn móc luôn nha anh em, móc đầy đủ luôn. Đây, bóp cái này vô là nó sẽ vô. Còn nếu không bóp cái này thì nó không vô được nha. Đó. Rồi, cái này là anh em gọi là bảo hiểm khi anh em trèo lên cao, mà ví dụ như mà mình treo một vật gì đó mà nó rớt nhanh thì tự nó sẽ dừng lại. Còn nếu mà rớt từ từ thì nó tự tuột ra nha. Đây, mình kéo ra từ từ là nó không vấn đề gì cho anh em. Đây, kéo ra từ từ. Đây là không phải là nó bị đứt nha anh em. Cái này không phải bị đứt đâu nha. Cái này là miếng cao su, nó bảo vệ dây nó còn rất là mới luôn. Đó. Đây, mình kéo từ từ ra là nó ra thoải mái luôn nha. Nhưng mà mình kéo nhanh là nó sẽ đứng nha anh em. Mình kéo nhanh là nó sẽ đứng vì ví dụ như mình trèo lên cây mà rớt nhanh là tự nó gài lại nha anh em. Đây. Kéo nhanh là nó đứng, nhưng mà mình kéo từ từ là nó ra miếng nha anh em. Tự thu vào nha anh em. Đó, một cái dây bảo hiểm. Rồi, mã này. Mã này cho anh em là 250k. Mã số 10 nha, 250k. Đó, 250k cho mã này nha. Riêng cái dây này là nó, cái này mình thấy rất là ok luôn. Dây còn rất là mới luôn nha nè. Móc đồ còn ok luôn nha. Đó, nói chung là dây này rất là mới luôn. Đó, rồi, 250k cho mã này. Rồi, mã số 11 là kim bằng nha nè. Mã kim bằng này thì mình sẽ tặng cho anh em một cái cán màu vàng đây. Tổng cộng là 10 cái nha nè, 10 cái.
Đây anh em à, tổng cộng là 10 cái kim vàng nha. Miệng rất đẹp luôn nha anh em. Chỉ có cái này mình tặng là cái miệng nó hơi xấu một tí này. Đó, vẫn còn xài được nha anh em. Vẫn xài ok nha. Miệng nó, miệng trên là nó bằng đẹp luôn, nhưng mà miệng dưới nó có một cái lỗ. Đó, là mình sẽ tặng cho anh em cái kim này. Mình bán 10 cái là 320k. Đây, mình xếp cho anh em xem nha. 5 cái này, anh em chụp hình lại, zoom ra, miệng đẹp hết nha anh em. Đã vệ sinh rồi, đó, hoạt động ok hết rồi. Anh em về cho dầu mỡ vào cho nó trơn thêm tí nữa là ok nha. Đó, tất cả là miệng đẹp hết nha anh em. Không có miệng nào hở hết. 5 cái, 10 cái này không có cái nào hở miệng hết nha anh em. Đó, size là size trung trở lên, size lớn nha anh em, chứ không có size nhỏ. Rồi, 10 cái, mình tặng cho anh em cái này. Mã 11, 320k, mã 11 nha. Rồi, mã 12. Đây, đem cái này vô, không có đó, có 14. Đây. Rồi, mình lên mã, tiếp tục mã 12 cho anh em là 8 cái cùm chữ C nha. Mã 12 nha anh em, 8 cái cùm chữ C. Đó, 350k. 8 cái cùm chữ C rất đẹp nha. Tất cả là hoạt động nha anh em, tất cả là hoạt động. 8 cái cùm này á là nó một cỡ hết nha anh em. Một cỡ hết. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn. Tất cả là hoạt động hết nha anh em, không có cái nào mà xét đi hết. 4 6 8, 8 cái cùm là 4 cặp nha anh em. 8 cái là 4 cặp nha anh em. 8 cái cùm này là 4 cặp. Đấy. Là 350k, 350k cho 8 cái cùm này nha. 8 cái cùm này là 350k, rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy. Thì nó từng cặp. 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, rất đẹp luôn. Mã 12 nha anh em, 350k. Rồi. Mình lên mã 13 cho anh em là mũi khoan bê tông nha. Thì mũi khoan bê tông này á là mình đã vệ sinh rồi, vệ sinh sạch sẽ rồi. Mình lựa cái đầu hợp kim của nó còn rất là đẹp luôn nha. To nhỏ này, dài ngắn này, đầy đủ hết luôn nha. Để anh em về là sử dụng là đủ các chức năng luôn. Chỉ cần bỏ ra 220k là anh em đã đầy đủ đồ chơi trong nhà rồi. Đó, muốn khoan tường, khoan khoan xuyên tường như mũi này là đây, cỡ này là xuyên tường vô tư rồi nha anh em. Mình đo cái mũi dài cho anh em xem nha. Tổng chiều dài này là 24 cm nha anh em. Đó, mũi này là 24. Đó, hai mũi này là bằng nhau nè. Mũi này bằng nhau nè. Đó. Nhỏ lớn nè, nhỏ lớn gì có hết nè anh em. Đó, đầy đủ luôn nha. Rồi, tổng cộng đây là 20 mũi, mình đếm cho anh em luôn nha. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 mũi nha anh em. Mã 13. Mã 13 nha, 220k cho 20 mũi khoan bê tông nha. Đây là khoan bê tông nha anh em. Bây giờ mình lên mã 14 cho anh em. Mã 14 là mũi khoan sắt nha. Đó, bỏ coi chừng nó lăn nó lộn với đồ khác. Mình lên cho anh em là mũi khoan sắt. Khoan sắt này là có đuôi côn nha anh em. Đây. Khoan sắt là nó có đuôi côn. Đây, mã 14 nha anh em. Đây là mã 14 nha, 220k cho mũi khoan sắt. Đây là dạng đuôi côn lớn nha anh em. Mình anh em dùng trên đây là anh em biết. Đó. Đây, dòng đây thì mình xếp một loại đuôi côn đây đo chính giữa như là 1/7 sao anh em. Đây. Đó. Anh em dùng là biết, nếu trong nghề là anh biết, anh em biết cái đuôi côn này bao nhiêu rồi. Đó, mũi khoan thì nó như vậy đó. Đây. Và trong này có mấy cái mũi khoan kèm theo đây nữa. Đó. 2 4 6 8 10. 11 cái. Tổng cộng 11 cái, mã 14 220k nha. 220k cho 11 cái mũi khoan này nha anh em. Mình để cho anh em 200k thôi. Lấy cây viết coi. Ở trên đầu tủ á, cây viết bút lông á, trên đầu tủ. Rồi. Mã này mã 14 nha anh em. Là 200k nha, mã 14 200k cho bấy nhiêu mũi khoan này nha anh em. 2 4 6 8 10 11 mũi nha anh em. Mã 14. Mã 15 đâu? Cu. Rồi, mình lên mã 15 cho anh em nha. Cùm chữ C nha anh em. Cùm này là cùm chữ C nha, mã 15 280k cho mã này nha. 280k nha. 1 2 này. Mình sẽ xếp cặp cho anh em nha. Đây là một cặp này anh em. Đó, nó khác cái màu thôi nha. Nó khác màu, tất cả là hoạt động bình thường hết nha. Một cặp này. Đây, khác màu nha anh em. Đó. Một cặp luôn nha, nó khác màu thôi. Hai cặp này. Đây, ba cặp này. Bốn cặp này. Đó, bằng nhau luôn nha. Bốn cặp, năm cặp nha anh em. Tổng cộng là năm cặp. Năm cặp này là 280k nha. Năm cặp nha anh em.
Mã 15 280k cho 5 cặp cùm này nha. Rồi, mình lên mã 16 cho anh em là 4 cái mũi khoan bê tông cỡ dài nha anh em. 4 cái mũi khoan này cỡ dài từ to đến nhỏ luôn. Đó. Dài 50 nha anh em. Mình đo lại cho anh em xem chính xác luôn. Đó, dài 50, đúng 50 luôn nha anh em. Đúng 50. Đấy, đầu lục giác này là đầu đầu này là đồng 13 đấy anh em nha. Đây, đầu lục giác nha anh em. Anh em thấy đầu lục giác không? Đó, đầu lục giác còn rất là đẹp luôn nha, không bị tuôn tròn cái nào hết nha anh em. Đây, anh em soi nhìn từng chi tiết luôn nha, để mình zoom lại cho anh em xem nè. Đây, anh em xem nè. Đó, có thương hiệu đàng hoàng luôn nha. Đó. Có da ban ở trên đây luôn này. Đó, đầu rất là đẹp luôn nha. Đây, mũi khoan mình cho anh em xem từ đầu đến đuôi luôn này. Rất là đẹp. Mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đó. Đây, đầu hợp kim nó đây. Anh em dùng hợp kim nó đây. Đây. Anh em thấy hợp kim nó không? Rất là đẹp luôn nha anh em. Chưa bị mòn luôn. Đó, dài 50, 4 mũi này 230k nha. 4 mũi này là 230k nha anh em. 4 mũi. Đấy, từ nhỏ đến lớn luôn. Đấy, thì nói chung là mình cái thước kẹp mình bỏ lạc đâu mất rồi. Cái đây là 32 nha anh em. Đấy, mũi lớn này là chiều ngang nó là 32. Cái này cũng 32 luôn sao anh em. Còn hai cái này nhỏ hơn nha. Mã 16 nha anh em. 230k. Rồi, tiếp tục mã 17 nha anh em. Mã 17 là lưỡi cưa. Trong này là tổng cộng 11 lưỡi nha. 11 lưỡi hợp kim. Trong này 10 lưỡi hợp kim nha. 10 lưỡi hợp kim. Và lưỡi này là không hợp kim. Có một lưỡi không hợp kim nha. Đó, một lưỡi là không hợp kim. Nhưng mà kích thước là bằng nhau hết. 10 lưỡi là hợp kim, còn một lưỡi là không hợp kim nha. Đây. 16,5 nha anh em. Đường kính ngoài là 16,5. Còn đường kính trong này là 2 xăng nha anh em. Đó, đường kính trong là 2 xăng, đường kính cốt nó là 2 xăng, còn đường kính ngoài là 16,5 xăng. Một lưỡi có một lưỡi không hợp kim, còn 10 lưỡi còn lại là có hợp kim nha. Lưỡi rất là đẹp luôn nha anh em. Lưỡi rất là đẹp anh em thấy. Đó. Rồi. Mã này mã 17 200k nha, 220k nha. Mã 18, mình lên mã 18 cho anh em là cùm lá cáp nha anh em, cùm tan cáp nha anh em. Đây, cùm này là cùm tan cáp hai cái nha anh em, hai cái này. Đó, tất cả là hoạt động bình thường hết nha anh em. Đây, nó có đầu neo đàng hoàng, đầu neo đầy đủ, hai cái đều có đầu neo hết. Đó, cái này còn nước sơn luôn. Hai cái cùm tan cáp, một cái nhỏ một cái lớn. Mã này là mã 18, 350k, 350k cho hai cái này nha. Đây là cùm tan cáp, tất cả là hoạt động bình thường, mình tan vào để nó khỏi bị rối anh em nha. Mình tan vào, đó, đầy đủ như thế này. Mã 18 là 350k. Mình lên mã 19 cho anh em là kéo cắt tôn nha. Kéo cắt tôn trong này là có, mình xếp ra cho anh em xem. Có một cái là cắt tôn sống nha anh em. Đó, nó lượng như thế này. Đó, nó rất là bén luôn nha. Mình đã vệ sinh rồi. Mã 19, 200k nha, cho 10 cái này. Thì mình sẽ xếp cho anh em nè. Một cái cắt tôn sống này và hai cái kìm mỏ vịt. Hai cái kìm mỏ vịt như thế này rất là khít luôn nha. Đó, không hở nha anh em. Không hở. Đây. Đó, không hở. Hai cái kìm mỏ vịt nè, một cái lớn cái nhỏ nha. Rồi kéo các tôn cong, nó cong kiểu này nha. Một cái, hai cái, ba cái cong nè. Và kéo thẳng thì có bốn cái. Kéo các tôn thẳng nha anh em. Cái đây là nước mưa nó xuống này. Đó, mình chùi là nó hết nha. Đây, nước mưa nha anh em. Vì mình đã vệ sinh rồi. Đấy, mà bị nhỏ vài giọt nước mưa vô là nó cái kiểu axit cho anh em. Đó, rất là bén luôn. Đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Trong này 10 cái này, 4 cái này là thẳng nha. Mã 19 200k nha anh em. 200k cho mã này. Anh em lưu ý giúp mình nha. Từ 300k trở lên anh em chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Còn dưới là mình không bao ship được nha anh em. Anh em cọc cho mình là hàng lên đường thôi. Mình lên mã 20 cho anh em là cạp. Đây là kìm cạp nha. Nhỏ lớn, dày mỏng đủ loại luôn. Mã 20 là 240k nha. Đây. Mã 20 là 240k cho 15 cái cạp như sao anh em? 14 15 cái. Đây. Mình đã vệ sinh nè, sạch sẽ, miệng không bị méo, không mẻ luôn, rất là khít luôn. Một cái nha. Mình cho anh em xem từng cái luôn. Đây. Miệng rất là khít luôn nha anh em. Đó, không mẻ cái nào hết. Cái nào cũng khít.
đã vệ sinh rồi. Đó. 3 này. Đây nè. 4 này. 5 này. Cho từng cái anh em xem từng cái luôn. 6 này. Đây hở này. Đó. 7 này. Đây. 8 này. 9 này. 10 nè. Rất là đẹp luôn nha nè. Đây, cái này có lò xo 11 nè. Đây. 12. 13, rất là đẹp luôn nha nè. 13 nha. 14. 15. Đây. Kiểu nó như vậy nha nè. 15, 16, 17 cái luôn anh em nha. 17 cái, rất là khít. Đó, mã này là mã 20, 240k nha. 240k cho mã 20. Mã 21 cho anh em nha. Mã 21 là đây là có kìm kẹp, có kìm mỏ vịt có nha nè. Đây, mã 21, 130k. 130k nha nè. Đây. Mã 21 130k là trong này có hai cái mỏ vịt. Rất là khít luôn nha. Hai cái mỏ vịt mình đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đó. Hai cái mỏ vịt nè. Và ba cái kẹp như thế này. Kẹp rất là đẹp luôn nha anh em. Kẹp rất là đẹp luôn. Đó. Trong này nó có răng răng trong đây nha anh em. Một cái này. Đây. Hai cái này. Ba cái. Này. Bốn này. Năm này. Cái này giống như kia kéo á. Rồi. 2 3 4 5 6 7 cái. 130k cho 7 cái này nha. Đó. Rồi, mã số 22 nha. Mình lên cho anh em một mã 22 là một mã đồ làm vườn nha anh em, một đống như thế này luôn này. Một đống rất là nhiều mà mình tuyệt đối trong này không có cái nào mẻ luôn. Không có cái nào mẻ, chỉ có hai cái là thiếu cán thôi, còn toàn bộ có cán hết nha. Rất là đẹp luôn. Cái nào mình đã mài sơ hết rồi nha anh em. Mình xếp từng cái cho anh em xem nha. Một cái xẻng này. Một cái cào này. Rất là đẹp luôn nha. Hai này. Đây mình đã mài sơ nha anh em. Đó. Không mẻ luôn nha. Liềm. Ba này. Bốn này. Xẻng nữa này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Đây. Tám này. Chín này. Mười này. Mười một này. Mười hai. Mười ba. 14, mài sơ hết rồi nha nè. 15, 16, 17, 18, 19, cái này to nha nè. Đó, 19, 20, 21, rất là đẹp. Mình đã mài sơ hết rồi anh em nha. Đó, 22 là một cái bay, 23 là cái cao. Đây, cái này thiếu cán này, có hai cái này thiếu cán này. 23, 24, 25 này nè. Đó, hai cái này thiếu cán nha. 25, 26, 27, 28, 29. Đây là liềm nha nè. Liềm. 30, 31, 32. Đó, mình đã mài sơ. Anh em thấy không mẻ cái nào nha. Rồi, thêm hai cái này nữa. Đó, một cái kéo. Đây là thép không rỉ nha. Thép trắng không rỉ nha anh em. Bị gãy cán thôi. Đó, rất là bén luôn nha. Rồi, mã này. Tổng cộng là 30 mấy cái anh em nha. Mình đếm rồi mình quên rồi. Rồi mã. Đây. Mã đây anh em nha. Mã 22 200k nha. 200k cho bấy nhiêu đây nha. 23. 23 mình lên cho anh em hai. Mã 23 190k cho cưa sắt nha. Đây. Mã 23 190k nha. Đó. Một cái có lưỡi luôn nè. Hai cái có lưỡi nè. Mã 23 anh em lưu ý giúp mình nha. 190k. Ba cái này. Bốn cái này đều có lưỡi hết nha anh em. Cưa rất là đẹp luôn nha. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín, mười này. Đó. Đây là hai cái cưa lọng. Anh em dồn như thế này nha. Nhưng mà khi mà bỏ vào là anh em dặn lại. Dặn cái này là nó sẽ thu lại nha anh em. Đó. Tổng cộng là 10 cái. Đó. Rất là ok. Cứng ngắc luôn. Đó. Đầu neo đồ còn đầy đủ hết. Cái này thì anh em chỉ móc lưỡi vào là xong thôi. Rồi. 10 cái này. Mã 23 190k nha. Cho mã 23 10 cái này. Rồi, mã 24 cho anh em nha. Mã 24 cho anh em là cưa nha anh em. Trong này có một cái kéo này, đây là cưa nha. Mã 24 170k, 170k nha anh em. Mã này mà anh em không chốt thì chốt mã nào nữa. Mình cũng còn một mã này duy nhất thôi. Mã 24 170k một cái kéo đã vệ sinh sạch sẽ rồi, rất lưỡi rất là bén luôn nha anh em. Đó, lưỡi rất là bén luôn. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 này.
một cái cán cưa này, 5 này, 6 này, cưa này anh em, 7 này, 8 này, cưa gấp nha anh em, 8, 9, bỏ đây, 10, cưa gấp nha anh em, đó, 11, cưa gấp luôn này, 12 cũng cưa gấp luôn này, 13 cũng cưa gấp luôn này, đó, còn rất là đẹp nha, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, đó, 20 cái cưa này, tổng cộng 20 cái cưa rất là đẹp nha, mà kéo mình đã vệ sinh rồi, còn cưa mình chưa vệ sinh, anh em về tự vệ sinh nha. Mã này là mã 24, 170k nha, 170k cho mã này nha. Này ông nói ông xuống liền mà sao tới giờ không xuống rồi ta. Mã 24, rồi, mã 25 nha anh em, đây là mã 25. Một thâu tiếp như thế này nha, thì mình sẽ giải thích cái thâu tiếp này cho anh em nha. Mã 25 này là tiếp lớn nhất là 30 nha anh em, lớn nhất trong này là 30, nhỏ nhất trong này là 4,5 mm. Đấy, nhỏ nhất là 4,5 mm. Như cái này anh em, đây 5 mm nha anh em, 5 mm đi. Đó, nhỏ nhất là 5 mm. Đó, thì lớn nhất trong này là 30 mm. Nhưng mà những cái tiếp nhỏ như thế này, trong này là mình tổng cộng là 52 đầu, 52 cái. Thì mình sẽ bỏ theo những cái đầu nối cho anh em này, cái đầu nối để mà anh em chuyển lên nha. Anh em có thể chuyển tiếp từ tiếp nhỏ lên được nha anh em. Để mình coi đây. Đây, ví dụ nha, đây là ba đầu tiếp, thì mình lấy cái tiếp nhỏ này đi. Đấy, tiếp này là 5 mm nha. Rồi, bây giờ anh em bỏ vào. Còn tiếp này thì không bao giờ bỏ vừa được nha anh em. Đó, anh em phải bỏ đầu nối. Đây, có đầu nối đây. Đấy, anh em bỏ vào. Đấy, bỏ vào nha. Rồi anh em chuyển lên, chuyển lên. Đây, ok nha anh em. Ok. Đấy, muốn dài hơn thì chuyển lên đây. Đấy, trong này là tổng cộng trong đây là 52 cái đầu tiếp nha, 52 cái. Thì mã này là mã 20, mã 25, 220k. 52 cái đầu tiếp này nha anh em. Mã 26 cho anh em nha. Là đây là đục, đục bê tông dùng cho máy 21 ly nha anh em. Máy máy sử dụng đục bê tông 21 ly nha, mình đã lựa nè. Cái mã này thì mình chưa có vệ sinh. Mình chưa vệ sinh. Mã nào mình vệ sinh thì mình nói với anh em là vệ sinh rồi nha. Còn cái này thì mình chưa vệ sinh. Nhưng mà rất là đẹp luôn anh em ạ. Thứ nhất là cái cạnh lục giác của nó là không bị mòn nè. Thứ hai là đầu nhọn này không bị tà nè. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Cái mã này là 5 mũi 21 ly nha anh em. Đây là mũi đục 21 ly. Đấy. 21 ly nha. Mã 26 200k cho 5 mũi này nha. Mình sẽ đo cái mũi ngắn nhất trong đây nha. Mũi ngắn nhất trong đây là 27 cm. Mũi dài, ba mũi này dài tương đương với nhau này là 30, gần 32. Dài nhất là ba mũi này là gần 32. Còn hai mũi này, mũi ngắn ở trong đây là 27, mũi này thì 29. Rồi, năm mũi này là 200k nha anh em, dùng cho đục 21 ly nha. Máy đục 21 ly nha anh em. Cái cạnh lục giác của bỏ vào máy đây thì nó rất là đẹp luôn, không bị mòn trơn gì hết nha. Rồi, mình lên mã 27 cho anh em nha. Mã 27. Đây anh em. Mã 27 là 240k. Còn có búa này là búa không có cán nha anh em. Đủ loại búa luôn. Đây, búa gò nè. Đây là dòng búa gò nha anh em. Búa lớn. Trong này có một cái búa gò đấy. Đây cũng búa gò luôn là hai nè. Một cái búa hình này, hình rất là đẹp luôn nha anh em. Búa này nó bị gãy cán, anh em về tháo cán ra nha. Đó, là 3 nè. Búa tròn là 4 nè. Búa tròn là 5 nè. Búa lục giác như thế này là 6 nè. Búa to này là 7 nè. Búa bi là 8 nè. Một đầu dẹp, một đầu vuông nè, 9 nè. Hai đầu nhọn nè là 10 nè. Một búa nhồi đinh nè, còn mới luôn, còn nước sơn luôn. 11 búa này 240k. Mã 27 240k. Đâu cu? Mã 27. Mình lên cho anh em là một mã 28 nha. Mã 28 là 250k. Cái này là taro ren ngoài nha anh em. Taro ren ngoài nha. Thì gồm có 20 cái, nhỏ lớn đầy đủ luôn nha anh em. Anh em lưu ý trên màn hình giúp mình nha. Mình sẽ xếp ra giày cho anh em xem này. Đó, đây là mã 28 nha. 250k. Đó, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái nha anh em. 20 cái này là 290k nha anh em, chứ không phải là 250k nha. 290k. 290k cho mã này nha anh em. Tổng cộng là 20 cái từ lớn đến nhỏ luôn. Đây, 290k cho mã 28 nha. Mã 28. Anh em chốt thì anh em lưu ý giúp mình nha, là anh em nhắn qua Zalo cho mình là mã 28 nha anh em. Mã 28, 290k. Rồi mình lên mã 29 cho anh em là cần và taro ren ngoài luôn nha anh em, cả có cả cần luôn. Rồi có cái đó đi. Đây mã 29 nha anh em. 250. 250 cho 5 cái này. Từ nhỏ đến lớn luôn nha anh em, từ nhỏ đến lớn luôn, đầy đủ luôn nha anh em, từ nhỏ đến lớn. Tất cả là ren nó mình đã kiểm tra còn đẹp hết. Mã 29, 5 cái này là 250 nha. 250k cho 5 cái này. 50.000 một cái, anh em mua ở đâu ra cái đó anh em. Rồi, mình lên cho anh em mã 30 nha. Mã 30 là kéo. Đây, tất cả kéo đây á, mã này là mã 30 nha. Có 4 cái kéo. Trong này là có 2 cái cá ngắn nha anh em. 2 cái cá ngắn này. Đó. Mình đã vệ sinh sạch sẽ và 2 cái cán dài nha anh em, 2 cái cán dài. Thì mình sẽ test cho anh em luôn nha, mình cắt giấy cho anh em luôn. Cái này là dùng để cắt tỉa hàng rào là ok nha. Đó. Đây. Bây giờ mình test cho anh em nha. Đã vệ sinh mài bén hết rồi nha anh em. Đây, giấy đây mình cắt cho anh em luôn nha. Đây. Đó, rất là bén luôn nha anh em. Đây, mình cắt là rớt nha, bỏ vô là rớt. Một cái này. Cái thứ hai này. Mình test cho anh em hết nha. Đó. Ok nha anh em. Hai cái này. Đây. Ok nha anh em. Đó, rất là bén luôn. Ba cái này. Rất là bén đấy anh em. Đây. Nó đang dính nước mưa nữa nha anh em. Đó. Mình cắt cái tờ nhỏ đây. Rất là bén nha anh em. Anh em thấy bỏ vào là đứt nha. Đó. 4 cái này mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi, mài bén hết rồi nha anh em. Đó, mã 30 là 250 cho 4 cái này, 2 cái ngắn và 2 cái dài. Rồi mình lên mã 31 cho anh em là đuôi chuột nha. Trong này là 10 cái đuôi chuột. Mình test luôn cho anh em xem nha. Rồi. Đó, hoạt động nha, một cái này. Cái này là 2427 nha anh em. Cái này là 2427 nè. Còn cái này là chạy hết, tất cả hoạt động hết nha anh em, hoạt động hết. Cái này là 1721 nè. Cái này là 2121. Cái này hơi cứng nha anh em. Cái này nhúc nhích, hơi cứng. Hình như có một cái đó. Rồi cái này ok luôn nha. Cái này là 1721 luôn. Rồi tiếp đến cái này 1721 luôn nha anh em. Đó, hoạt động hết nha. Rồi, tiếp đến 1721 loại cá ngắn nha. Rồi, tiếp đến cái này. Đây, hoạt động luôn nha anh em. Đó, đảo chiều này. Đó, ok luôn nha. Cái này là 1721 luôn. Rồi, tiếp đến cái này là 1921. Nó có cái khoen ở dưới đây đuôi lên luôn nha. Đó. Rồi, tiếp đến cái này là 1721 luôn. Hoạt động hết nha anh em. Cái này là 2126. Ok luôn nha anh em. Bật qua. Đó. Hoạt động hết. Có một cái không hoạt động. Cái này nè anh em. Nói chung là nó nhúc nhích rồi nha. Anh em về cho dầu vào gõ là nó sẽ chạy nha. Rồi. Tổng cộng 10 cái này. 360k nha. Mã 31. 360k cho mã 31 nha. Lên mã 32 cho anh em. Mã 32 này là đuôi chuột. Đảo chiều. Nhưng mà nó là đủ loại luôn. Cái dòng này là nó phổ biến nha anh em. Nó đủ loại luôn. Anh em lưu ý trên màn hình, bây giờ trời nó cũng tối rồi anh em nha. Mình sẽ test hết cho anh em xem nha. Đây, như cái này. Hoạt động hết nha anh em. Đó, một cái này. Đó. Đây là mã 32, 480k cho cái mã này nha. Đây, còn dài luôn nè. Tất cả là hoạt động hết nha anh em. Đó. Cái nào cũng hoạt động. Đây. Đó, hoạt động hết nha anh em. Đây là chu lục giác. Hoạt động hết. Đây, loại lớn, loại nhỏ gì có hết nha anh em. Chạy hết nha.
Đây. Nó hơi nặng nha anh em. Nó hơi nặng. Mình đã làm hết rồi. Hai tay thì vô tư. Nó kêu cách anh em. Cái này à, nó nhúc nhích rồi mà anh em về cho dầu vào nha. Nó đã nhúc nhích rồi nha anh em. Nó còn hơi cứng, hơi nặng cái đó. Hình như có một cái đó nó hơi nặng. Cái mã nào cũng có một cái hơi nặng anh em. Đây, đã hoạt động nha. Đây, cái này thì điếu to, điếu dài. Ok luôn. Đó. Cái này à, nó hơi nặng nhưng mà nó vẫn chạy nha anh em. Nó vẫn chạy. Tay mình dặn thì không nổi. Đây, đây là điếu dài nha anh em. Đây, ring của nó dài luôn nha anh em. Ring của nó luôn. Đó. Dài. Hai cái dài. Đó. Rồi. Mã này mình đếm cho anh em nha. Anh em lưu ý trên màn hình giúp mình nha. Hai cái này. 3 nè. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 cái. 480k cho mã này nha. Rồi. Mình lên mã 33 cho anh em nha. Mã 33 cho anh em là tờ lê nha anh em. Thì mình đọc thông số cho anh em nha. Lớn nhất trong này là 24. 24 nè. Cái này là 21 nè. Cái này là 20 nè. Một bộ này là đầy đủ luôn nha anh em. Cái này là 20. Cái này là 19 nè. Cái này là 18 nè. Cái này là 17 nè. 17. Rồi 14 nè. 13 nè. 13. Rồi 12 nè. 12 rồi 11 nè. Rồi 10 nè. Rồi 9 nè. Rồi 8 nè. Đầy đủ luôn nha anh em. Đó. Nói chung là trong này là đầy đủ hết. Nguyên một bộ của nó luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái. 13 cái này là 250k cho mã 33 nha. Mình lên mã 34 cho anh em nha. Mã 34 là 290k nha. Một cái mỏ lớp răng. Anh em dùng rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp. Đây, răng nó đẹp nha anh em. Anh em trong này nó dính đất nha anh em. Dính đất chứ không phải bị mẻ răng nha. Anh em lưu ý cho mình nha. Cái này là dính đất chứ không phải bị mẻ răng đâu. Đây anh em à. Miệng trên thì không dính đất mà miệng dưới thì dính đất nha. Đây, mã 34 nha. 290k nha anh em. 290k. Rồi, kìm thì size 350, 3 cái bằng nhau. Miệng đẹp, không bị mẻ. Đấy, miệng đẹp nha anh em. Không bị mẻ. Một cái. Đây. Không bị mẻ nha anh em. Đó, hai cái. Đây, miệng đẹp hết nha anh em. Ba cái, không bị mẻ nha. Rồi, ba cái kim này và một cái mỏ lết size size 450. Mỏ lết này size 450 nha anh em. Để mình coi lại, 350. Tất cả là 350, nằm trong đây là 350 hết, không có cái nào 450 hết. Đó. Ba cái kim này cũng size 350, cái này cũng 350 luôn. Bốn cái này 290k. Rồi mình lên cho anh em là một mã sa cây nha. Một mã sa cây. Mình xếp mã sa cây này rất là đẹp anh em nha. Rất là đẹp luôn. Để mình xếp ra cho anh em xem. Đây, một mã sa cây. Rất là đẹp luôn nha anh em. Mình đã lựa nè. Đầu dưới cũng đẹp. Mình cho anh em xem hết nè. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Đầu trên đầu dưới là đẹp hết. Đây. Đó. Anh em xem rất là đều, rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi mã này là mã 35 nha, 200k nha anh em. Hết không? Mình lên mã cuối cùng cho anh em nha. Mã này là mã cuối cùng nha anh em. Mã 36 là mã cuối cùng nha. Mã 36 là 220k cho mã 36 nha. Thì trong này gồm có cái gì anh em? Tiếp puri là 10 cái, 4 nè. 5 6 7 8 9 10 cái tiếp puri nha anh em. Trong này là 10 cái tiếp puri nè. Và cái cần kẹp để mở đầu máy mài nha anh em là có 10 cái. 4 nè. 5 nè. 6 7 8 9 10. 10 cái này thì trong này có size to, size nhỏ nha anh em chứ không, nó không trùng với nhau nha. Nó không có, nói chung cũng có cái trùng nhưng mà nó có size to, size nhỏ trong đây. Đấy. Mã 36 là 220k. 10 cái tiếp puri và 10 cái cần mở đầu máy mài và 15 cái đầu mở kẹp máy khoan nha, đầu mở mang ranh của máy khoan nha. Trong này là có đầy đủ từ nhỏ đến lớn luôn. Nói chung là mở 10
8, 6, 10, 12, 13 gì đủ loại luôn nha. 15 cái. 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái. Rồi, tổng cộng cái mã này là tổng cộng luôn nha, 35 cái. 35 cái nha anh em, mã 36, 220k. Rồi anh em cho mình dừng video đây để mình up video cho anh em chốt hàng nha. Giờ cũng muộn rồi anh em à. Đó thì mình cũng thông báo mấy anh em mấy bữa nay thì mình cũng mắc việc nha. Mình mắc việc mình không có lên được cho anh em chốt. Thì hôm nay mình rảnh mình mới like cho anh em. Thì anh em chốt hàng là lưu ý cho mình chốt trên Zalo. Zalo của mình, số điện thoại mình để dưới tiêu đề anh em. Thì anh em cứ nhắn tin vào Zalo, không cần kết bạn. Zalo mình nó bị quá tải là kết bạn không được cho anh em. Mà mình không có chặn người lạ thì anh em cứ nhắn vào Zalo cho mình là chốt mã số bao nhiêu đó mình sẽ trả lời trên Zalo cho anh em nha. Anh em hạn chế bên gọi điện vì gọi điện nhiều á là nhiều lúc mình một lúc mấy người gọi mình nghe không kịp thì anh em hạn chế cái gọi đó lại để cứ nhắn qua Zalo là mình sẽ trả lời muộn nhất là 5 phút cho anh em thôi. Đấy. Hàng thì mình còn rất là nhiều luôn. Nói chung hàng á thì hàng công Nhật về là bị cấm rồi. Nhưng mà nói chung là chưa ra công được. Nhưng mà hàng mình còn là quá trời luôn nha anh em. Không thiếu cái món gì hết. Đó. Mình là chuyên bên đồ nghề thôi chứ còn máy móc thì là khác nha anh em. Đó, anh em thấy quá trời trời luôn. Nói chung là đồ mình thì bát ngát luôn anh em. Không thiếu cái gì hết. Anh em cứ xem mà chốt nha. Nói chung là anh em lưu ý giúp mình từ 300k trở lên mình có ghi rõ dưới tiêu đề luôn. Từ 300k trở lên anh em chuyển khoản đủ là mình bao ship. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chốt hàng cứ nhắn qua Zalo cho mình.